Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 171 Ngõ hẻm của gia tộc Dương được gọi như vậy vì có nhiều người trong họ Dương sinh sống ở đó. Ở giữa phố Bắc là nơi gia chủ của họ Dương cư ngụ, gọi là Bạch Lộ Đường. Nơi này không xa tán hoa lâu, có dòng sông chảy qua kênh mương dẫn vào phủ, hình thành ba hồ nước lớn nhỏ dọc theo hai con đường chính. Chỗ ở của Dương Tĩnh Uyên, gọi là Minh Nguyệt Cư, đối diện qua hồ với Bạch Lộ Đường. Gần Bạch Lộ Đường là nơi Dương Tĩnh Sơn sống, gọi là Dương Liễu Cư. Lúc này, Dương Liễu Cư hoàn toàn yên tĩnh, bà Dương Thạch và vợ chồng Dương Nhị Lang đều ngồi trong phòng khách, lo lắng chờ đợi. Mẫu thân, cố lão tiên sinh đang chữa trị cho chàng. Dương Đại nãi nãi từ phòng phía đông bước ra, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều nàng được nha đầu dìu đến ngồi trước bàn nghĩ đến tình trạng thê thảm của dương tĩnh sơn bà dương trần không kìm được mà bật khóc nức nở người ta còn chưa chết khóc cái gì bà dương thạch lạnh lùng trách ngực đau thắt từng cơn bà nhìn ra cửa phòng với ánh mắt vô hồn trong sân hàng dương liễu đã nảy trồi non xanh mướt và tràn đầy sức sống nhưng nhà họ Dương vẫn tràn ngập nỗi buồn và lạnh lẽo. Lão ra mất chưa được trăm ngày, Đại lang đã bị đánh đập đến thương tích đầy mình. Tam lang bị thương tích đầy mình và không trở về, bà không kìm được nhìn về phía con thứ hai là tĩnh nham. Trong lòng bà Dương Thạch tràn ngập sự hối hận. Theo gia quy nhà họ Dương, trường tử sẽ kế thừa gia nghiệp. Bà chưa từng dạy nhị lang cách quản lý gia nghiệp từ khi còn nhỏ bà lo sợ sẽ nuôi dưỡng dã tâm, khiến anh em trở thành thù địch. Đại lang được dạy cách làm chủ gia đình, còn nhị lang chỉ học cách xử lý công việc vặt. Còn tam lang, bà không dạy ngay cả những việc vặt, vì cho rằng nhà họ dương giàu có, nuôi sống tam lang và gia đình không phải là việc lớn. Tổ mẫu, cha sẽ khỏe lại thôi, ngài đừng buồn. Người nói là Dương Tĩnh Sơn, con trai trường, dáng vẻ trững chạc như người lớn. Nhưng cậu ta mới chỉ 13 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Bà Dương Thạch nén nỗi buồn trong lòng, thẳng lưng lên. Đại lang còn chưa chết, bà cũng chưa chết. Đại phòng nhà họ Dương vẫn chưa sụp đổ. Sau nửa canh giờ, cố lão tiên sinh từ phòng phía đông bước ra. Bà Dương Thạch vội đứng dậy mời ông ngồi. Đại lang đã thoát chết. Cố lão ngự y ở Kinh Thành có quan hệ tốt với hàng dệt cục Trần Đại Sứ. Khi ông về quê, bà dương nhị nương của trần gia đã viết thư cho mẹ bà dương thạch bà dương thạch không tiếc tiền bạc dành nhà và người hầu cho cố lão ngự y khiến ông cảm kích vô cùng ông thẳng thắn nói những lời này để chấn an bà dương thạch chỉ cần người còn sống là tốt rồi mọi người trong phòng thờ phào nhẹ nhõm đại lang sống sót danh phận gia chủ của anh trên gia phả vẫn còn giữ nếu anh tàn phế tương lai gia chủ sẽ được truyền cho con trai trưởng của anh là dương tĩnh ngọc bà dương thạch bình tĩnh lại thưa lão tiên sinh thương thế của đại lang như thế nào cô lão tiên sinh thở dài nói nội tạng bị thương xương đùi giãn nứt chỉ có thể tính dưỡng từ từ hồi phục nếu dưỡng tốt có lẽ còn có thể đứng dậy đi lại nhớ ký phải tính dưỡng và chăm sóc cẩn thận nếu không đại lang sẽ không thể bình phục chỉ cần còn sống chỉ cần còn có thể đi lại, đó là vô cùng may mắn. Bà Dương Thạch vui mừng, nước mắt trào dâng, đứng dậy cúi chào cô lão tiên sinh thật sâu. Đa tạ tiên sinh đã cứu mạng, đại phu nhân không cần khách sáo. Thầy thuốc có lòng như cha mẹ, huống chi là đối với nhà họ Dương đã có ơn nuôi dưỡng. Cô lão tiên sinh đã dốc hết sức lực. Bà Dương Thạch phân phó người sắp xếp xe ngựa đưa cô lão ngựa y về phủ, dặn đại thiếu phu nhân chăm sóc kỹ lưỡng cho con trai bà đứng dậy trở về cỏ trắng cư trong phòng khách trở nên yên tĩnh bà dương thạch lấy ra một mảnh gấm từ trong tay áo đưa cho dương tĩnh nham nhị lang đây là mảnh gấm được cắt từ tấm gấm thượng cống ngươi hãy xem kỹ dương tĩnh nham nhận lấy sờ sờ và cẩn thận quan sát dưới ánh sáng tự mình mang đến một chậu nước thiền tử gấm ngâm trong nước ba giây lấy ra đã thấm ướt dương tĩnh nham kinh ngạc nói ngẫu thân đây không phải là gấm không thấm nước của chúng ta. Nhìn vào, chỉ cần ngâm nước là biết thật giả. Đây tất nhiên không phải là gấm không thấm nước của Dương Gia. Vấn đề là mảnh gấm này từ đâu mà có? Đan phải có hoa văn tương tự như của Dương Gia. Sao lại có thể cùng loại gấm được vận chuyển đến tiết độ sứ phủ? Sau khi Dương Tĩnh Sơn gặp chuyện không may, bà Dương Thạch đã bỏ ra số tiền lớn để mua một mảnh gấm từ lô hàng được đưa vào tiết độ sứ phủ. Sau khi điều tra, bà kết luận rằng Dương Tĩnh Sơn bị hãm hại. Ai muốn hãm hại gia đình ta? Dương Tĩnh Nham nhớ lại cảnh vận chuyển chức cầm đến tiết độ sứ phù. Gấm đều được khóa trong nhà kho. Chìa khóa chỉ có người quản kho mới có. Chắc chắn là gấm bị cháo đổi trong nhà kho. Bà Dương Thạch cười lạnh. Ta đã điều tra, đêm đó có người mời quản kho đi tán hoa lâu. Người mời là đại quản gia của nhị phòng, nói là tổ chức tiệc trăm ngày cho cháu trai. Đại quản gia của nhị phòng thật là hào phóng, xa xỉ mời hơn 10 quản sự của Dương gia đi tán hoa lâu uống rượu. Liên tưởng đến việc nhị bá phụ từng mang ra rượu Tráng Dương, Dương Tĩnh Nham lập tức hiểu ra. Nhị bá phụ? Chỉ sợ còn có tam bá phụ nữa. Bà Dương Thạch nhớ lại ngày đó, tam lão gia cương quyết ở lại để nhìn bà xử lý Dương Tĩnh Uyên theo gia pháp, trong lòng trào lên nỗi hận thù. Nhị phòng và tam phòng định cướp vị trí gia chủ như vậy sao? phu nhân nhị áo gia và tam lão gia đến tiếng trần ma ma vang lên bên ngoài phòng vừa dứt lời nhị lão gia và tam lão gia đã cùng nhau bước vào không cho người ta thời gian báo tin họ cứ thế xông vào bạch lộ đường họ thật quá coi thường đại phòng bà dương thạch tức giận đến nghiến răng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nhị bá tam bá vội vàng như vậy có chuyện gì không hai anh em ngồi xuống ngay lập tức nhị lão gia hư lạnh nhà xảy ra chuyện lớn như vậy đại tẩu còn giả vờ không biết sao tam lão gia cũng lạnh lùng nói đại lang là gia chủ nhưng lại đắc tội với tiết độ sứ đại nhân bị đánh gần chết ta làm bá phụ cũng mất mặt vì hắn đại tẩu không nói đến việc giải quyết chuyện này ra sao làm sao để tiết độ sứ đại nhân nguôi giận hiện tại đại lang còn hôn mê làm sao có thể quản lý cầm nghiệp dương gia có hàng ngàn công nhân đan hàng trăm quản sự đều lo lắng. Dương gia không thể thiếu gia chủ dù chỉ một ngày, ta và tam đệ nghĩ rằng, Dương gia cần chọn gia chủ mới. Bà Dương Thạch giận dữ, nghiêm nghị nói. Theo gia quy, tính ngọc là kế tiếp gia chủ. Trong thời gian đại lang dưỡng thương, có thể để các huynh đệ thay thế tạm thời. Đại phòng có bốn năm con trai trưởng, vẫn còn đủ người. Hiện tại tính ngọc còn nhỏ, có thể tiếp nhận vị trí gia chủ sao? Nhị Lang chỉ quản lý cửa hàng, chưa bao giờ tiếp xúc với đàn phường. Người chắc rằng Nhị Lang sẽ không giống Đại Lang, lại gây ra chuyện lớn. Nhị lão gia nói với vẻ uy hiếp, nếu Nhị Lang tạm thời làm gia chủ, họ sẽ tìm cách để hắn đi vào con đường của Đại Lang. Cháu trai còn nhỏ, khó mà đề phòng hai bá phụ này. Bà Dương Thạch dùng mình, giọng nói dịu lại. Thương thế của Đại Lang không nghiêm trọng, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng. Có tính ngọc và nhị lang hỗ trợ, làm sao không thể quản lý cầm nghiệp? Đại lang không thể phục chúng sao? Ta nghĩ người cháo đổi gấm không thấm nước này còn không phục chúng nổi. Nhị lão Gia bật dậy. Ngươi có ý gì? Ngươi nói ta và tam đệ cháo đổi gấm không thấm nước. Ngươi có chứng cứ gì? Bà Dương Thạch ngừng đầu nhìn trời, lạnh lùng nói. Lão gia vẫn chưa đi xa, còn đang trên trời nhìn xuống đây. Nhị lão gia run rẩy, hung dữ nói. Được, Năm nay nếu Dương Gia không thắng được Cẩm Vương trong cuộc đấu gấm, thì chứng minh Đại Lang không đủ khả năng làm gia chủ. Chỉ cần Dương Tĩnh Sơn không đảm đương nổi gia chủ, bà Dương Thạch đã lớn tuổi, lại là phụ nhân. Nhị Lang không có năng lực, cháu ruột tuổi lại còn bé. Thế nên muốn nhờ bá phụ Bon họ giúp đỡ. Chương 172. Khi ra đến Bạch Lộ Đường, hai người bước đi thong thả. Bạch Lộ Đường nằm ở trung tâm, con đường rộng rãi đến mức có thể cho ngựa và xe qua lại. Hai bên đường được trồng hai hàng cây dâu cao lớn, chỉnh tề. Khi xuân đến, cành lá mới mọc rậm rạp, xanh mướt, trông rất đẹp mắt. Dương nhị lão gia nhìn những cây dâu to lớn bằng ánh mắt như nhìn người tình, ánh mắt nóng bỏng. Lão Tam, người thực sự cam lòng rời khỏi đây để chuyển ra bắc phố tổ phòng sao? Từ nhỏ ta đã sống ở đây, lấy vợ sinh con, đã 43 năm. Những cây dâu này do tổ phụ ta gieo trồng khi còn sống, đã hơn 100 năm. Ta đã trồng những cây dâu này trước khi có thư phòng riêng. Mang đi đâu, để nhường cho nhị lang. Ta chết cũng muốn chết ở hoài du đường. Ánh mắt dương tam lão ra lộ vẻ âm u. Phòng chính của bắc phố tổ đã bị con trưởng chiếm giữ từ đời này sang đời khác. Nhị phòng và tam phòng chẳng phải cũng là con vợ cả sao. Muốn chuyển nhường thì bảo đích thứ tử và con trai thứ ba chuyển ra đi ta muốn giữ con đường này để truyền cho con cháu đời sau. Dương nhị lão gia bất mãn nói. Dương tam lão gia do dự một lát rồi nói. Tam ca, ngươi là gia chủ, thật sự có thể sửa đổi gia quy này sao? Gia quy. Dương nhị lão gia cười lạnh. Có giấy trắng mực đen nào viết rõ gia quy? Ta nghe nói là tổ phụ ta tranh giành gia chủ rất quyết liệt. Khi truyền đến tay phụ thân, để tránh cho chúng ta tranh giành với đại ca, mới quyết định cho đại ca là người thừa kế còn chúng ta phải rời xa Bắc Phố Tổ Phòng. Tam đệ, ngươi cùng Đại lang tuổi gần, trẻ trung khỏe mạnh, ngươi sẽ không học được trước cẩm phân biệt gấm sao? Ngươi cam lòng sống qua ngày với chút hơi thở đó sao? Nhị ca không cam lòng. Hắn vỗ vai dương tam lão gia nói. Yên tâm đi, ngươi là huynh đệ của ta, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, tình cảm rất thân thiết. Nhị ca sẽ không bạc đãi ngươi. Dương nhị lão gia nhìn về phía nam, tự nhiên nói ta tin tưởng thịnh vương gia, hắn đáp ứng truyền của ta đều xử lý thành công. hắn nói chỉ có ta làm gia chủ mới có thể bảo toàn dương gia. ta tin tưởng hắn. dương tam lão gia kiên quyết hỏi nhị ca, ta chỉ hỏi ngươi một câu, rượu đó có độc không? độc, ngươi chẳng lẽ không uống sao? ta uống, ngươi uống, thịnh vương gia, tư không đại nhân, ngay cả tứ lang nhà ta đều uống một ly. rượu đó không có độc, chỉ có dục vọng và tham lam dương nhị lão gia tự diễu nói nếu trên đời này có thuốc trường sinh bất lão mà chỉ cần uống vài chén rượu là được thì tiệm quan tài đã sớm đóng cửa là đại ca tham lam cũng không nghĩ đến mình đã bao nhiêu tuổi đêm đó uống rượu chỉ là để thêm hứng thú nhưng con người phải biết tự khắc chế tham lam sắc đẹp của liễu di nương thì trách ai được trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng đậm dương tĩnh sơn đắp một tấm chăn mỏng sắc mặt tái nhợt hơi thở yếu ớt như người sắp chết. Dương Thạch Thị đuổi hết mọi người ra, một mình ở lại với con trai. Dương Tĩnh Sơn yếu ớt mở mắt, tay được mẹ nắm, hắn nhẹ nhàng ngoắc món tay. Đại Lang. Dương Thạch Thị nhận ra, nước mắt rơi lã chả. Ngươi đừng cử động, tỉnh là tốt rồi. Cố lao tiên sinh nói tĩnh dưỡng, ngươi sẽ khỏe lại. Gấm. Dương Tĩnh Sơn như thở hắt ra, phun ra chữ này. Mẹ biết rồi, có người đã làm trò. Dương Thạch Thị không muốn hắn tốn sức, giúp hắn nói ra. Lưu Đại Nhân quá tham lam, Dương Gia đã vất vả mấy tháng, mới dệt được 400 cuộn gấm không thấm nước. Trong kho còn có 3.000 cuộn gấm tồn từ năm ngoái. Tiết độ sứ muốn gấm, ta có thể cung cấp, tuyên bố là hiểu lầm, việc này sẽ qua thôi. Dương Tĩnh Sơn nhẹ nhàng nhách miệng, nhẹ nhõm hơn. Nhiều năm qua, nhị bá phụ luôn muốn cướp quyền gia chủ nhưng rượu đó mọi người đều uống, cha ngươi tự nguyện uống, trách ai được. Tên quản kho hàng đã chạy ngay khi ngươi gặp chuyện, cứu cứu ngươi đã gửi thư báo cáo, nếu bắt được kẻ đó, thì làm sao đây? Hắn say rượu, bị trộm chìa khóa đổi hàng, ngay cả kẻ đó là ai cũng không biết. Nhị bá ngươi làm việc kín kẽ, dù biết rõ tâm tư hắn, nhưng không thể bắt được tay hắn. Vắt ngọc còn nhỏ, nhị bá phụ ngươi quá ác, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, nhẫn thêm ba năm, khi vắt ngọc 16 tuổi, có thể quản lý, chúng ta sẽ không nhịn nữa. Dương Thạch Thị lau nước mắt, nói. Tháng 10 lại có cuộc thi đấu gấm. Nhị bá vào ngươi tuyên bố nếu năm nay Dương gia không đoạt được giải cầm vương, thì sẽ phải đổi gia chủ của ngươi. Nhị Lang không thể chống đỡ được. Các cháu quá nhỏ, mẹ thật sự không có cách nào. Nghe đến đó, Dương Tĩnh Sơn cử động, trước mắt bỗng tối sầm, suýt ngất đi. Hắn hít thở sâu dùng ngón tay viết một chữ lên lòng bàn tay mẫu thân. Khăn, khăn lụa. Dương Thạch Thị lẩm bẩm nhắc lại hai chữ này. Dương Tĩnh Sơn tiếp tục viết thêm hai chữ. Thư phòng, chấm. Dương Thạch Thị hiểu ra, khăn lụa trong thư phòng. Bỗng nhiên nàng kịp phản ứng. Quý nhị nương. Dương Tĩnh Sơn mở to mắt. Mẹ hiểu rồi. Dương Thạch Thị đứng dậy. Người yên tâm tĩnh dưỡng, không cần lo lắng làm sao nàng có thể quên quý anh anh. Năm ngoái, quý anh anh đã kết hợp màu sắc, giúp triệu gia dệt ra gia lâm giang tiên. Nghe nói hiện nay trong thành đang thịnh hành loại vải màu xanh lá cây chính là từ hoán hoa phường nhuộm ra. Nếu quý gia có thể nhuộm riêng cho dương gia loại sợi tơ đặc biệt, gấm của dương gia có thể trở nên vượt trội. Một ngàn cuộn vải xanh lá cây được bao kín trong vải dầu, chất lên xe đẩy tay. Sáng sớm, quý diệu đình cùng đoàn xe thuê xuất phát, Đi giao hàng cho Tiết độ sứ. Nhớ đến tình cảnh của Dương Tĩnh Sơn, ba nữ nhân quý gia lo lắng không yên, lao đến tiễn Quý Diệu Đình ra đến cửa lớn. Yên tâm đi, mỗi cuộn vải ta đều tự mình kiểm tra qua. Không thiếu cuộn nào. Quý Diệu Đình nói rồi lên xe, theo đoàn xe xuất phát. Quý thị thở dài, lưu Tiết độ sứ yêu cầu vô độ, làm việc tàn nhẫn. Đến Ích Châu chưa bao lâu, các nhà nhuộm và dệt gấm ở Ích Châu đều sợ hắn. Trường Tứ Nương đỡ nàng vào trong, nhẹ lời khuyên nhủ. Nghe lang Quân nói, năm xưa phường nhuộm chủ yếu dựa vào nhuộm tơ để kiếm tiền. Năm nay danh tiếng lan truyền, số lượng nhuộm vải tăng lên gấp 5 lần. Vải vóc là chúng ta tự sản xuất, lợi nhuận so với nhuộm tơ cao hơn nhiều lần. Bình an là phú quý, danh tiếng lan truyền, chuyện phiền toái cũng nhiều. Quý thị không đồng ý với lời trương thị. Quý anh anh cười nói, "Mẹ không muốn kiếm tiền, ca ca còn muốn tích góp nhiều gia sản cho cháu trai của ta mà." Quý thị nghe vậy giật mình, nhìn về phía bụng của Trương Tứ nương. "Tứ nương, người có thai?" Trương Tứ nương ngượng ngùng cúi đầu. "Đã chế chừng 10 ngày, Lang quân nói khi đi nộp hàng, sẽ mời lang trung trong thành đến xem." "Quý gia có hậu rồi." Ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện khiến Quý thị choáng váng nàng phải viện chặt khung cửa lấy lại bình tĩnh. Mẹ cao hứng quá, đừng lo lắng. Lý Mama đi bảo Điền Mama từ hôm nay, mỗi ngày nấu một chén canh gà cho thiếu phu nhân. Mẹ, con đã sớm bảo Điền Mama chăm sóc tẩu tử rồi. Ngài đừng kích động. Quý anh anh vội tiến lên đỡ nàng, oán giận nói. Hoa thanh đạo trưởng nói, mẹ không nên vui buồn quá độ. Phải tính tâm dưỡng thần. Trong lòng quý thị cao hứng, Mặc kệ con gái nói gì, chỉ gật đầu liên tục. Được, được. Không lâu sau khi trở lại chính phòng, Dương gia gửi bái thiếp đến. Dương Thạch thị sẽ đích thân đến quý gia vào ngày mai. Đây là để chính thức thông báo hôn sự giữa hai Dương gia và quý sẽ được kéo dài thêm 3 năm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 173. Phu nhân nhà hào phú đến nhà quý gia thăm viếng, Dương Thạch thị là người thứ hai quý anh anh vẫn còn nhớ năm ngoái khi triệu đại phu nhân mở tiệc chỉ cần nhớ lại một chút nàng đã nghĩ ngay đến những trang sức chói mắt và những bộ y phục lộng lẫy quý giá bằng tơ lùa lần trước gặp dương thạch thị sự phô trương của bà cũng không kém gì triệu thân thị khách sạn đơn sơ trong nháy mắt đã được gia nhân của dương gia sắp xếp thành một góc yên tĩnh và hoa lệ có lẽ đó cũng không gọi là phô trương sự xa hoa đã trở thành thói quen quý anh anh từng trò chuyện với dương thạch thị một lần nàng hiểu rằng lão phu nhân này dù đã gần tuổi lục tuần vẫn rất khôn khéo hướng đi của dương tĩnh uyên bà không hề tiết lộ với mẹ và anh trai của mình hắn ở dương gia cũng tốt không ở dương gia cũng được hắn đều muốn giữ đạo hiếu ba năm nàng sẽ chờ đến khi hắn đến cưới mình rời khỏi người thân của gia tộc như bèo không dễ huống chi dương tĩnh uyên đi quân doanh người giỏi thì không đóng đinh, người tốt thì không làm lính. Hy vọng rằng sống yên ổn ngày qua ngày, mẹ và anh trai sẽ lại lo lắng cho Dương Tĩnh Nguyên một lần nữa. Trong lời nói mập mờ của Dương Tĩnh Nguyên, quý anh anh đã nghe ra lý do hắn rời nhà. Ngoài sự khôn khéo, quý anh anh còn thấy Dương Thạch Thị rất thâm sâu. Hôm nay, bà đến đây, phải chăng chỉ để bàn về hôn kỳ và từ chối. Quý Thị thật sự là người chú trọng quy củ chỉ cần Dương Gia không chủ động hủy hôn, nàng sẽ luôn biết ơn Dương Thạch Thị đã giúp đỡ trước đây. Nếu không có bà, quý gia khó giữ được bí truyền và còn không trả được những món nợ kia. Con gái nguyện ý đợi thêm 3 năm mới xuất giá, phường nhuộm cũng thực sự bận rộn. Hiện tại, Trương Tứ Nương lại có bầu, trong nhà cần con gái hỗ trợ. 3 năm sau, quý gia có thể tích góp thêm một khoản tiền bạc, bù đắp cho sính kim một ngàn lượng vàng của quý anh anh. Nghĩ vậy, quý thị cảm thấy kéo dài hôn kỳ thêm 3 năm cũng là điều tốt. Quý thị dùng thành ý lớn nhất để tiếp đãi Dương Thạch Thị. Đến thăm trong kỳ tang là rất thất lễ, Dương ra không phô trương lớn. Dương Thạch Thị ngồi trên chiếc xe sơn đen, mang theo một ma ma và một thị tỳ lặng lẽ đến. Bà mặc chiếc áo cầm y màu trắng với hoa văn tối, châm và vòng tay bằng bạc khảm ngọc trai. Kết hợp với mái tóc hoa dâm tạo cho người ta cảm giác khoan thai và hào phóng. Quý thị lần đầu gặp bà, cũng thêm phần thiện cảm. Sự lễ nghi và phong độ của quý thị làm Dương Thạch Thị hài lòng. Càng lễ nghi, mục đích của bà lại càng dễ đạt được. Nếu quý gia cũng như những nhà bình thường khác, quý thị sẽ lỗ mãng và khó nói chuyện. Dương Thạch Thị nhìn quý anh anh đoan trang ngồi bên cạnh quý thị, không khỏi nhớ đến việc không có tin tức gì của Dương Tĩnh Nguyên. Nuôi dưỡng hắn 18 năm, Dương Tĩnh Nguyên hiểu lầm bà vì đố kỵ mà thành hận, muốn đoạt mạng. Mỗi lần nghĩ đến lời nói của Dương Tĩnh Nguyên trước khi rời đi và ánh mắt bi thương nhìn mình, Dương Thạch Thị lại đau lòng. Làm chủ mẫu của Dương gia vài thập niên, bây giờ không phải là lúc bà đau lòng. Đại Lang đang dưỡng bệnh, Nhị Lang phải tiếp tục quản lý vài chục cửa hàng. Đồng thời, người nhớ tới thư và bắt đầu tiếp xúc với các quản sự của Dương gia. Hiện tại điều quan trọng nhất là, năm nay Dương Gia muốn một lần nữa đoạt lại cẩm vương. Tiêu di đại lão gia qua đời, gia chủ bệnh nặng ảnh hưởng, cần chấn chỉnh lại tiếng tâm của đại phong. Mạo muội đến quấy giày trước, e rằng gây phiền hà cho thân gia. Cố ý mang chút ít hồng, tặng thân gia để xua đi suối quẩy. Dương Thạch Thị xin lỗi nói, hai cuộn lụa đỏ nhạt được đặt trên án kỷ. Dương Thạch Thị khiến nụ cười trên mặt quý thị càng thêm rạng rỡ. Ngài khách khí. Dương Thạch thị nhìn Quý anh anh một cái, Ân cần vẫy tay gọi nàng. "Nhị nương, ngươi đến." Quý anh anh bước tới. Dương Thạch thị nắm tay nàng, cười nói với Quý thị. "Thiếp đã già, lần trước qua lễ đính hôn nhờ Tam Lang đại tẩu trước đến. Vẫn muốn tự mình cài châm cho Nhị nương, hôm nay mới có thể như nguyện." Bà từ tay Trần mama lấy một cái cháp, bên trong là một cây châm phượng bằng vàng. Đầu châm được tạo thành hình con phượng, miệng phượng phun ra một chuỗi ruby lấp lánh. Đường cong đơn giản mà tinh tế, không mất đi vẻ hoa lệ. Quý anh anh nhìn mẹ, Quý thị vui vẻ nói: "Còn không tạ ơn Dương phu nhân?" Quý anh anh cúi người hành lễ tạ ơn, để Dương Thạch thị cài cây châm phượng vào búi tóc. Dương Thạch thị cười nói: "Đứa bé ngoan, ngươi đi xuống trước đi, ta và mẹ ngươi có việc cần bàn." thấy đúng là đến để thương lượng hôn kỳ, quý anh anh đành ngượng ngùng, cúi đầu dẫn tương nhi ra ngoài. Rời khỏi cửa chính, nàng quen đường vòng ra sau nhà, ngồi xổm ở cửa sau để nghe lén. Dương Thạch Thị thương cảm, lấy khăn lau khóe mắt nói. Thân gia phu nhân, nếu lão gia nhà ta không mất, thì ngày 12 tháng 4 năm nay chính là ngày tốt lành của Tam Lang và Nhị Nương. Quý thị nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thật là bận rộn, may mà hai đứa còn trẻ, đợi ba năm chịu tang qua rồi thành thân, cũng không sao. Ngài cũng biết, tam lang nhà ta từ nhỏ đã được ta nuông chiều, lại có tình cảm với anh anh. Ta chỉ là mẹ kế ở hắn, sao có thể mở miệng hủy hôn. Thân gia phu nhân hiểu chuyện như vậy, dương gia thật sự may mắn có được mối hôn sự này. Những lời này làm quý thị cảm thấy vui lòng, nếu là người không biết lễ nghĩa, lại đau lòng con gái, có lẽ đã đề nghị hủy hôn. Dương Thạch Thị truyền dòng chỉ hoãn nhị nương ba năm trong lòng ta thực sự băn khoăn hôm nay đến là vì lão gia còn chưa qua trăm ngày không bằng thừa dịp áo đại tang tổ chức hôn sự cho bọn họ thành thân trong lúc áo đại tang quý thị trong phút chốc bị đề nghị này làm cho kinh ngạc và bối rối gả đi trong thời gian chịu tang chỉ ngồi cỗ kiệu đi qua ngay cả tiếng kèn sô na vui vẻ cũng không có mặc y phục đỏ thẫm vào cửa qua môn liền đổi đồ tang bái linh vị hầu hạ Dương Thạch Thị, ở Dương Gia giữ đạo hiếu. Hai người cũng không thể viên phòng cùng nhau. Nếu không phải tình huống đặc biệt, gia đình nào lại tổ chức cưới vợ vào lúc này? Nhà ai lại nguyện ý để con gái mình chịu ủy khuất như vậy? Quý Thị quả quyết từ chối. Thân gia phu nhân, Dương Gia đối với Quý Gia có ân, Tam lang ta cũng thực sự tốt. Hôn sự này quý gia sẽ không chủ động hủy, anh anh có thể đợi hắn ba năm. Ngài thông cảm cho ta làm mẹ, để con gái ở nhà 3 năm, cũng có thể nhìn nàng nhiều lần hơn. Nghe lén cuộc đối thoại của hai người, quý anh anh tức đến mức mặt trắng bệch, dựa vào tường để thở. Tường nhì sợ hãi, nhẹ nhàng đẩy nàng, quý anh anh đưa ngón tay lên môi, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Tâm trạng của nàng như một nồi nước sôi, sôi trào không ngừng. Dương Đại Phu Nhân không hề nhắc đến việc Dương Tĩnh Nguyên rời nhà, thật sự âm hiểm gả đi giữ đạo hiếu làm quả phủ thật thiệt thòi cho nàng nghĩ ra a à, bà ta tìm được tung tích của dương tĩnh nguyên muốn dùng mình để giữ hắn ở lại dương gia trong phòng quý thị vẫn đang nhẹ nhàng khuyên dương thạch thị bỏ đi ý định quý anh anh không thể nghe thêm nữa nàng phủi bụi đứng dậy bước về phía phòng khách thấy con gái nghiêm mặt bước vào cửa quý thị sừng sốt trách mắng không thấy ta cùng dương phu nhân đang nói chuyện sao Sao lại không báo trước mà tiến vào?" Quý anh anh thở phì phì nói, "Nương, người không biết ý tưởng của họ, ta sẽ không đến Dương gia bây giờ." Biết con gái nghe lén, Quý thị lúng túng xin lỗi Dương Thạch thị. "Là ta không dạy dỗ nàng tốt, thân gia phu nhân đừng để trong lòng." "Nương." Quý anh anh lớn tiếng, "Dương Tam lang đã rời nhà, không có ở Dương gia." "Dương phu nhân muốn ta gả đi bây giờ là có mục đích khác." nói gì mà không đành lòng trì hoãn ta ba năm, đều là nói dối. Chương 174 câm miệng, người học đâu ra cách nói thô tục như thế? Quý thị nghe thấy kinh hãi, bị lời nói thô tục của nữ nhi làm mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thực sự ngượng ngùng nhìn Dương Thạch Thị. Nhị nương tức giận cũng là phải, thân gia phu nhân, không cần trách mắng nàng, chuyện này vốn là do Dương gia chúng ta khó xử quý gia. Dương Thạch Thị không chốt tức giận, lông mày nhíu lại đầy thương cảm. Tam lang dành cho nhị nương rất nhiều tình cảm, khi hắn rời nhà, ngay cả một lá thư cũng không để lại. Nhưng hắn lặng lẽ để lại di chúc của lão gia chia phần sản nghiệp cho hắn. Hắn không muốn quay lại dương gia, nghĩ đến 18 năm vất vả nuôi hắn lớn, còn cưng chiều hơn hai đứa con ruột của mình. Nhớ tới lúc Dương Tĩnh Uyên ở bên vui cười giải trí, Dương Thạch Thị mắt ửng đỏ, nghiêm mặt dùng khăn bụng miệng nàng cũng đã 60 tuổi rồi, nàng đã sống quá hai 20 năm, lão gia sao lại không nghĩ cho nàng, gần đến lúc chết còn đâm thêm một nhát vào tim nàng. Nàng không chịu nổi việc tranh giành sản nghiệp, nàng biết rõ liễu di nương đã có ý định tự tử. Nàng không ngăn cản ý nghĩ riêng tư của mình, khiến liễu di nương hiểu lầm lời mình mà treo cổ. Trong lòng nàng không thoải mái, đối với tam lang cũng không chịu nổi. Nhưng nàng không có ý định đẩy hắn đi sự việc đã như vậy, hiện tại nàng chỉ có thể chú ý vào hiện tại. Đại lang là trụ cột trong nhà, gia chủ và cầm nghiệp bị nhị phòng và tam phòng cướp đi, làm sao bây giờ? Gả quý anh anh vào nhà, nàng là dâu dương gia, sẽ tận tâm tận lực thay dương gia cống hiến. Tam lang, nhớ quý anh anh, tam lang tương lai nhất định sẽ có ngày về nhà. Dương Thạch Thị quyết tâm, dù thế nào cũng muốn hoàn thành việc này. Nàng lau nước mắt, giọng thấp nói Tam Lang không ở nhà, hắn có vợ, một ngày nào đó hắn sẽ trở lại. Dương gia hiện tại cần nhị nương, thân gia phu nhân, coi như ta cầu xin ngươi. Điều này thừa nhận rằng Dương Tĩnh Uyên không còn ở Dương gia, Dương Đại phu nhân vẫn đề nghị nữ nhi xuất giá trong trăm ngày nóng bức. Một cỗ kiệu dơ lên đi qua, thậm chí không có chú rể đón dâu. Trước linh vị đại lão gia, để quý anh anh bái thiên địa với ai? thật là bắt nạt người quá đáng. Quý thị kinh sở, cảnh vật trước mắt rung chuyển. Nàng thở dốc, dẫy dụa nói. Dương phu nhân, ngài có ý gì? Mẹ, đừng nổi giận, đừng kích động. Quý anh anh sợ hãi vội vuốt ve ngực quý thị, giúp nàng bình tĩnh. Lý ma ma vội vàng mang nước đến, để quý thị uống vài ngụm cho hạ hòa. Nếu mẫu thân tức giận mà phát bệnh thì làm sao? Quý anh anh kìm nén tính tình, nhẫn nhịn nói với Dương Thạch Thị. Dương phu nhân, mẹ ta sức khỏe không tốt, xin ngài trở về đi. Nàng không thể đi, nếu quý thị đau lòng nữ nhi, quý anh anh cũng không chịu gả vào dương gia như vậy. Nàng cũng không sợ mang tiếng xấu vì xin ân huệ. Dương thạch thị nhẹ nhàng nói. Thân gia phu nhân, ngài còn nhớ lúc trước hai dương gia và quý kết thân như thế nào không? Lúc trước nam chiếu bạch vương thịnh phong trạch ép quý giao bí chuyển nhuộm màu. Triệu gia đắn đo phiếu nợ, không chịu buông tha nữ nhi. Hoán Hoa phường bị một trận lửa thiêu hủy sạch thuốc nhuộm. Dương gia mang đến một ngàn lượng vàng để giúp Quý gia vượt qua nguy nan. Vì Dương Tam Lang thật lòng yêu mến nữ nhi, nàng mới đồng ý cuộc hôn sự này. Quý thị đương nhiên nhớ, nàng run giọng nói: "Dương phu nhân, ngài có ý gì? Muốn ép ta cho nữ nhi xuất giá sao?" "Thân gia phu nhân, ta cũng có nữ nhi, cũng là một người mẹ. Nhà ta nhị nương gả xa Trường An vào gia đình quan lớn." Ta không muốn giữ nữ nhi bên mình sao? Nàng vì Dương gia Cẩm Nghiệp mới gả đi, ta không biết liệu đời này còn gặp lại nhị nương không. Dương Thạch thị nghẹn ngào, mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, Dương gia đang gặp khó khăn, Đại Lang vừa giữ được mạng sống, không biết khi nào mới khỏe lại. Nhị Lang chỉ biết làm việc vặt, không thể chống đỡ nổi Dương gia Cẩm Nghiệp. Cháu ruột còn nhỏ, năm nay nếu Dương gia không lấy lại được Cẩm Vương, Đại Lang không giữ được vị trí gia chủ sản nghiệp đại phòng cũng sẽ bị người ngầm chiếm đoạt. Ta còn mặt mũi nào gặp lão gia? Quý thị phẫn nộ dần tiêu tan. Sự việc có nguyên nhân, nàng sao có thể trách Dương Thạch Thị ủy khuất nữ nhi? Chịu một giọt nước, trả bằng sông lớn. Lúc trước hai nhà kết thân là vì tình của Dương Tam Lang và tài nghệ nhuộm màu của nữ nhi. Hai họ kết thân, cùng nhau trông coi là điều cần thiết. Anh anh có thể giúp Dương gia công hiến, không nhất thiết phải xuất giá ngay bây giờ. Nghe đến hai chữ sản nghiệp, Quý anh anh nghĩ tới Dương Tĩnh Uyên với bộ áo vải thô và lời nói của hắn. Hắn nói hắn sẽ không trở lại Dương gia, hắn nói tương lai sẽ cho nàng một gia đình, hắn từng hỏi nàng, nếu không thể làm Dương gia Tam thiếu phu nhân, liệu nàng có hối hận không. Quý anh anh bật thốt lên, Tam lang không lấy một xu, rời nhà đi xa, không phải vì sản nghiệp Dương gia sao? Sản nghiệp nhà ngươi có thể giữ được hay không, liên quan gì đến ta? ta muốn gả cho Dương Tam Lang, không phải cho Dương gia của các người. Làm can, hôn nhân đại sự, tự cha mẹ làm chủ, ngươi ra ngoài ngay. Quý thị đang suy tư nghe lời nói vô lý này, lập tức nổi giận, chỉ vào cửa gọi quý anh anh ra ngoài. Mẹ, dù sao ta đã hứa với Tam Lang, phải chờ hắn trở lại cưới ta. Quý anh anh biết rõ mẫu thân mềm lòng, lại bị lời nói của Dương Thạch Thị thuyết phục, sẽ đồng ý. Chính Dương Thạch Thị ép từ liễu di nương, khiến Dương Tĩnh Uyên đi xa. Nàng trở thành tam thiếu phu nhân Dương Gia, làm sao đối mặt với Dương Tĩnh Uyên. Quý Thị giận dữ vỗ tay vịn ghế kêu lên. Lý ma ma, kéo nàng ra ngoài. Dù sao ta không gả. Quý Anh ánh mắt ửng đỏ, nghiêng đầu chạy ra ngoài. Là ta không tốt, tam lang đều vì ta mà rời nhà trốn đi. Dương Thạch Thị đấm ngực, lời của quý anh anh khơi gợi trong lòng nàng sự hối hận quý phu nhân tất cả là lỗi của lão nô trần ma ma quỳ gối trước mặt quý thị nước mắt rơi đầy mặt tam lang quân hiểu lầm phu nhân nhà ta tất cả là lỗi của lão nô là lão nô lo sợ tam lang quân trách tội liễu di nương lên phu nhân làm hại phu nhân lúc này mới nảy sinh ý xấu lão nô hiện tại không chết chỉ để sống nhìn thấy tam lang quân có câu trả lời thỏa đáng Nghe chuyện bên trong, lòng Quý thị dịu đi, nàng không tự chủ nhớ tới mẹ cả và thứ muội của mình, trong lúc nhất thời không khỏi xúc động. Thấy thần sắc Quý thị dịu đi, Dương Thạch thị lại nói: "Quý phu nhân, mặc dù ta không phải mẹ đẻ Tam Lang, nhưng ta cũng nuôi hắn 18 năm. Tam Lang từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng, chưa từng chịu khổ. Đứa bé đó tính tình cứng đầu, nếu ta không cho hắn lối thoát, đời này hắn cũng không chịu về nhà." ta già rồi, còn sống được bao lâu nữa? Xin ngài đồng ý để nhị nương đến dương gia. Vì nàng, tam lang cũng sẽ về nhà. Nàng nói xong đứng lên cúi đầu. Quý thị sợ hãi vội đứng dậy đỡ dương thạch thị, nắm lấy đôi tay dài ra của người già, lòng quý thị vừa chua xót vừa cay đắng. Nếu chỉ cần nữ nhi giúp dương gia công hiến, đúng là không cần phải gả nàng vào dương gia lúc này. Dương thạch thị thật tâm muốn hàn gắn hiểm khích với dương tam lang, để hắn về nhà chỉ là quái ủy khuất cho anh anh thân gia phu nhân ngài về trước đi nhị nương nhà tính tình của ta cương liệt không hiểu chuyện còn là một đứa trẻ ta sẽ khuyên nhủ nàng cho dương ra một tin tốt được không mặc dù chưa có lời đồng ý dương thạch thị đã thở phào nhẹ nhõm nàng liên tục nói ta sẽ đối xử với nàng như đối với nữ nhi của mình mẹ kế chỉ là mẹ kế làm sao có thể thân như mẹ con ruột Dương Thạch Thị trong lòng áy náy, đối xử với nữ nhi tốt hơn một chút mà thôi. Quý Thị chỉ cười, tự mình tiễn Dương Thạch Thị ra cửa lên xe. Trở lại nội viện, nàng bảo Lý Ma Ma đỡ Quý Anh Anh về tiểu viện. chương 175 Quý Anh Anh đang ở dưới tán cây hoàng giác thủ, phơi thuốc nhuộm tốt nhất. Chỉ khi vùi đầu vào công việc mà nàng yêu thích nhất, nàng mới có thể quên đi những phiền muộn trong lòng. Khi thấy quý thị đến, Tương Nhi và Lăng Nhi lập, tức nâng ghế mời nàng ngồi. Quý anh anh không thể không để ý, bĩu môi tiến lại và ngồi xuống bên cạnh Quý thị. Các người lui ra đi. Hôm nay Quý thị đã rất mệt mỏi vì sợ hãi và tức giận. Nàng nằm trên ghế dây mây, mắt hướng về phía vườn của nhà họ Triệu. Không thể đấu lại với nhà họ Triệu, trong lòng Quý thị không phải là không có hận. Anh anh, đêm đó con bị nhà họ Triệu ép buộc giữ lại trong phủ mẹ không thể đưa con về an toàn may mà con không sao nếu không mẹ sẽ tức đến hộp máu thậm chí chết vì tức giận quý thị bất ngờ nhắc lại chuyện cũ quý anh anh căm hận nói là con gái mù quáng nhận lầm người mẹ chuyện đã qua rồi đừng để trong lòng nữa con phải đợi dương tĩnh uyên ba năm trong thời gian đó liệu triệu nhị lang có thôi dây dưa với con không hôm đó khi đi núi thanh thành nếu không có thịnh phong trạch Quý anh anh rút ra một con dao nhỏ tinh xảo từ trong tay áo. Mẹ, Tam Lang tặng con con dao nhỏ để làm thuốc nhuộm, con luôn mang theo bên mình. Dài và yếu đuối, chỉ là tướng mệnh không tốt. Đứa nhỏ mốc này, quý thị thở dài nói. Mấy ngày trước, anh trai con vào thành giao hàng. Người tốt bụng lặng lẽ nói với anh con rằng, tại sao tiết độ sứ lại biết rõ về tiệm nhuộm nhỏ của nhà mình, còn đích thân yêu cầu nhuộm một ngàn thất cống phẩm. Vào dịp Tết nguyên đán, Ngưu phu nhân đã tặng hai thất vải đai xanh cho Lưu phu nhân. Ngưu ngũ nương gả cho Triệu Tu Duyên, Ngưu phu nhân mang theo vải nhuộm của Hoán Hoa phường đến dự tiệc tại phủ Tiết độ xứ và tặng cho Lưu phu nhân. Mẹ không tin đây là sự trùng hợp. Quý thị lạnh nhạt nói. Nghe mẹ nói đến đây, quý anh anh đột nhiên hiểu ra. Khi kết thân với nhà họ Dương, có quan hệ thông gia mạnh mẽ, Triệu Tu Duyên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nàng lắc đầu lẩm bẩm nói không ta không sợ bọn họ nàng lấy chồng vào nhà họ dương làm sao đối mặt với dương tĩnh nguyên quý anh anh khẽ cầu xin mẹ mẹ tam lang sẽ hận con con đã hứa với hắn đến nhà họ dương hắn sẽ nghĩ rằng con phản bội hắn hắn không có cha cũng mất mẹ hắn đã từng tiêu tiền như nước nhưng một đồng cũng không muốn lấy khi rời nhà họ dương mẹ không thấy lúc hắn mặc áo vải thô sao hắn đi đầu quân muốn dùng mạng mình để xây dựng tương lai. Nếu mẹ bắt con lấy chồng vào nhà họ Dương bây giờ, hắn sẽ rất đau lòng. Mẹ lo lắng triệu tu duyên làm điều xấu, con sẽ lên núi Thanh Thành tìm hoa thanh đạo trưởng nhận nuôi. Con sẽ ở trên núi ba năm, được không mẹ? Con muốn tam lang sống mà không cha không mẹ, không có gia đình, không có gốc rễ sao? Giống như mẹ, không có nhà mẹ đẻ, còn không bằng một bảo mẫu của nhà họ triệu. Quý thị nói, thở hồn hền quý anh anh nhẹ nhàng nói ở nhà họ dương đại phu nhân áp bức tam lang không cho hắn ra mặt khác gì nuôi heo thậm chí bà ấy còn không cho hắn cúng thất cho cha mình giờ đây nhà họ dương muốn dệt lụa sợ con không chịu giúp mới muốn con gà vào ngay cả khi không có hôn sự này nhà họ dương muốn đoạt lại cầm vương từ tay nhà họ triệu mẹ sẽ chủ động giúp đỡ phải ép con gà đi trong khi trời nóng thế này sao đại phu nhân nhà họ Dương dù sao cũng nuôi hắn 18 năm, không có ân sinh thì cũng có ân dưỡng. Chuyện này đều là do Trần Mama chủ động làm, tự tiện chủ trương. Đại phu nhân nhà họ Dương nuôi hắn từ nhỏ, muốn hủy hoại hắn thì dễ, nhưng cũng đã dạy dỗ hắn tốt như vậy. Mẹ con có gì hiểu lầm thì cứ nói rõ. Thứ nhất, có thể khiến nhà họ Dương che chở con. Thứ hai, có thể đưa Tam Lang về nhà. Nhà hòa vạn sự hưng. Hắn mới 18 tuổi, làm sao hiểu được lòng cha mẹ. Lấy vợ cầu hiền, chữ hiền này còn cần khuyên nhủ vị hôn phu. Hắn rất quyến luyến nàng. Trên đời này, nàng chính là niềm hy vọng duy nhất của hắn. Nàng làm sao có thể đánh nát giấc mơ của hắn, muốn hòa thuận với đại phu nhân nhà họ Dương, có thể đợi hắn chọn hiếu trở lại cưới nàng, để hắn tự mình quyết định. Làm sao nàng có thể ép buộc hắn? Quý thị dù ân cần khuyên bảo cũng không thể thay đổi ý chí của quý anh anh. Quý thị thất vọng nhìn con gái và nói: "Mẹ biết con lo lắng cho tâm ý của Tam Lang, nhưng mẹ không quên rằng, khi nhà họ Quý gặp khó khăn, nhà họ Dương đã giúp đỡ. Tích Thủy Ân, suối tuôn báo, nhà họ Dương gặp khó khăn, đại phu nhân tuổi đã cao, tự mình cầu xin. Từ chối bà ấy, làm sao an tâm? Hôn sự này là do mẹ và đại phu nhân nhà họ Dương định ra. Con lấy là Tam Lang nhà họ Dương, không phải là Dương Tĩnh Uyên đã rời nhà và muốn bỏ gia tộc." nàng vịn tay lý mama đứng dậy nhẹ nhàng nói đồ cưới trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ ba ngày nữa ta sẽ thông báo nhà họ dương đến đón dâu nếu con muốn làm mẹ tức chết con có thể không gả mẹ quý anh anh không dám tin nhìn mẹ mẹ thật sự nhẫn tâm gả nàng đi như vậy sao quý thị thân thể run rẩy kiên quyết vịn tay lý mama rời đi ra khỏi tiểu viện quý thị dừng bước lý mama thở dài nói Phu nhân, tại sao lại ép tiểu thư như vậy? Ba ngày đã bắt nàng xuất giá. Quý thị mắt đỏ hoe. Là ta có lỗi với nàng. Tứ nương có bầu, ta sợ nhà họ triệu lại gây rối. Nhà họ quý chỉ còn diệu đình là gốc rễ. Nàng gả đi, còn có thể giúp anh trai và chị dâu tìm một nơi che chở. Cứ nghĩ rằng phu nhân lo cho an toàn của tiểu thư, cũng để trả nhân tình cho nhà họ Dương. Lý ma ma không ngờ rằng quý thị còn có tâm tư sâu xa như vậy không thể không nói. Phu nhân, người đối xử với tiểu thư quá vô tình. Đúng vậy, ta vô tình. Ta buộc anh anh xuất giá sau ba ngày. Như vậy, Tam Lang cũng sẽ không oán nàng. Tương lai Tam Lang không có tiền đồ, trở về nhà họ Dương ăn chén cơm an ổn, anh anh cũng có thể cùng hắn sống bình an. Hoa Thanh Đạo trưởng đã nói, nếu ta không vui nhiều buồn nhiều, có thể sống thêm ba năm dưới. Sắp xếp như vậy có thể bảo vệ cả nhà Đại Lang bình an, anh anh cũng có thể sống hạnh phúc ta an tâm rồi ngươi thấy không ta vẫn nhớ những gì đã học trong phủ lý ma ma đắp mắt rưng rưng phu nhân là nô hiểu lầm người thành thân cả đời chỉ có một lần như vậy mỗi thiếu nữ đều có một giấc mơ ngày thành thân chú rể tuấn tú cưỡi bạch mã tư thế oai hùng khua chiêng gõ trống đến đón dâu mắt thấy khung cảnh đỏ rực nhuộm hồng tương lai người thân chúc phúc không khí náo nhiệt vui mừng, nầm khan van lên, trong mắt hắn chỉ thấy người đẹp nhất chính là mình. Cô dâu thật đẹp. Trương Tứ Nương giúp nàng cài châm phượng do nhà họ Dương tặng. Dù biết rằng nàng sẽ phải rửa sạch lớp trang điểm lộng lẫy và thay đồ tang trắng thuần, nhưng vẫn không thể không khen một câu. Người trong gương có đôi mắt sáng, môi anh đào đỏ bừng. Trên búi tóc cài san hô hồng đối xứng, rực rỡ chiêu sáng. Đáng tiếc Tam Lang không thấy được dù hắn có thấy, hắn chỉ hận vào oán nàng thôi. Quý anh anh đập mạnh gương xuống bàn. Anh anh, mẹ sẽ không hại con, đừng oán bà ấy. Trương Tứ Nương nghĩ đến cảnh thành thân náo nhiệt của mình, không dám nói thêm, vội gọi nha đầu mặc áo khoác cho nàng. Quý anh anh lặng lẽ đứng dậy, giang tay ra, áo váy đỏ anh đào là loại vải mềm nhẹ nhất, di chuyển như gió xuân lay động. Tường Nhi và Lăng Nhi khoác lên người nàng áo khoác màu xanh lá mà không phải là gấm vóc, mà là lụa xanh nàng tự tay nhuộm. Áo được ở nước biếc, uyên ương sánh đôi, áo cưới có màu lông vũ uyên ương, nhưng nàng không mặc áo cưới đỏ thẫm mà chú rể mang đến đón dâu. Quý anh anh mím chặt môi. Nhà họ Quý yên tĩnh như vậy, không có tiếng chiêng trống, không có bạn bè đến đưa dâu. Quý anh anh thật muốn xé bộ y phục này và khóc lớn trên giường. Nàng quay đầu nhìn phòng riêng của mình, cửa sau mở ra, nếu Dương Tĩnh Nguyên bây giờ nhảy vào từ cửa sổ thì tốt biết mấy. Quý anh anh xoay người. Phải đi chào từ biệt mẹ. Ra khỏi phòng, nghe tiếng pháo nổ vang từ cổng lớn. Quý anh anh biết, nhà họ Dương đang thúc giục kiệu cưới. Nàng siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Nàng thì thầm. Tam lang, anh đừng oán em. Cây hoàng giác mới ra lá xanh, che kín cả sân. Trên lầu hai của vườn nhà họ Triệu, triệu tu duyên đấm mạnh vào khung cửa sổ nàng phải gà đi hắn cảm giác tim mình như muốn nổ tung quay đầu lao nhanh xuống lầu phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn